nhạc sĩ Hùng Dũng, một người anh mà yêu thương rất quý mến. Mời ông về sau đây. Tiếng em bình yên, có tiếng chuông chùa gần lòng,
pha hòa tiếng cầu kinh. Ở đó, ở đó. Lời bài hát quá là quen thuộc. Có phải là nhạc của Nguyễn Đình Toàn với nhạc phẩm Căn nhà xưa không anh? Thưa quý vị, bài hát này đúng 25 năm về trước khi Nguyễn Dĩnh mới tới Hoa Kỳ thì nhớ nhà vô cùng. Lúc đó, Nguyễn Dĩnh và mẹ đã tìm đến bài hát này, Căn nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Mà ngày hôm nay, Đại Duy lại đọc những lời ca của ông, thoang thoảng tất cả những kỷ niệm lại ùa về. Không biết là anh có lý do gì mà lại đem bài hát đó đến với Áo Trắng hôm nay? Thưa Nguyễn Dĩnh, thưa tất cả quý vị, Đại Dương có lý do ạ. Trước tiên, Đại Dương biết rằng phần đông quý khán thính giả đang cùng chúng tôi ùa về với kỷ niệm có trước có sau như một lời ca từ mà nhạc sĩ Phạm Duy thường nhắc tới trong bài của ông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghĩ rằng cá nhân Nguyễn Dĩnh và Đại Dương cũng vừa mới bước qua cái thời gọi là áo trắng, thực sự bước qua. Chúng tôi đang ngưỡng cửa 40, cái ngưỡng cửa của những vô thường trong đời sống nhiều lắm. Cho nên tôi muốn cùng Nguyễn Dĩnh trôi dạt về với cái 20 năm trước của bạn để chúng ta hướng về nơi chốn thiêng liêng nhất, đó là căn nhà xưa. Để rồi từ căn nhà xưa, chúng ta cùng nối gót với quý khán thính giả, theo gót họ, quay dạt trở về 20 năm trước nữa, 25 năm trước nữa, thuở học sinh của mọi người. Khi ấy, cảm xúc của chúng ta đồng điệu, chúng ta cùng cất lên những bản nhạc, những ca từ mà tâm hồn chúng ta có thể chạm vào nhau. Ở đó có căn nhà xưa. Thưa quý vị, từ nói tới căn nhà xưa, chúng ta cũng phải nói tới những trường học mà chúng ta đã từ thời ấu thơ, đúng không thưa anh? Và Nguyễn Dĩnh đang nghĩ rằng, thưa quý vị, nếu mà chúng ta hình dung, nhắm mắt lại, chúng ta vẫn còn có thể nhớ rõ ràng con đường đến trường, những cái gì thân thuộc nhất mà diễn ra trong cái thời thơ ấu như thế. Và Nguyễn Dĩnh mê lắm, thưa quý vị, con đường đến trường, bởi vì hai bên đường là những tảng lá me bay, và ở đó chúng tôi có thật là nhiều kỷ niệm, những trò chơi rượt mắt, cũng như là nhiều thứ xảy ra trong xóm làng, thưa anh. Vâng, từ căn nhà xưa êm đềm và thiêng liêng ấy, ai cho chúng ta cũng một lần được bước trên con đường quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể đưa chúng ta đến với ngôi trường. Chúng tôi muốn bắt đầu chương trình Áo Trắng bằng hình ảnh rất đẹp, rất nhẹ nhàng và êm đềm như thế. Một bài hát mà tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể thuộc nằm lòng. Ở những đêm cúp điện không trăng không sao, hoặc trăng sáng ở trước nhà, chúng ta nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng ru con bằng bài hát này. Những ông chưa hề cắp sách tới trường nhưng mà ngồi nhậu say xỉn cũng có thể trình bày bài hát này. Bài hát này là kỷ niệm của tất cả mọi người của chúng tôi. Xin lắng nghe giọng hát của Giang Tử trong bài hát Bất Hủ, Trường Cũ, Tình Xưa.